minh dẫn các bạn đến một vườn đang trong quá trình thu hoạch. Sơ qua về tiến trình của vườn này thì giai đoạn một tháng sau xuống giống thì vườn bị tình trạng là thối rữa, chết dây do quả tiết gây ra. Nhà vườn đã phát hiện và quản lý bệnh để tỷ lệ bệnh giảm dần dần, tuy nhiên thì vẫn có một lượng tiết dây nhất định. Đến giai đoạn là 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thì nhà vườn bị một cái bệnh khác là do nấm. Nấm gây bệnh thối gốc. Cái biểu hiện của nấm là nó sẽ làm đen phần thân sát mặt đất. Cái phần lá ở trên nó vẫn xanh. Sau khi mà bệnh phát triển nặng thì lá nó sẽ chuyển sang vàng và tím. Ở dưới thì nó sẽ chậm phát triển và bị hư. Hoàng Minh có tiến hành thực nghiệm cái bệnh thối rễ ở trên vườn này và đã cho kết quả tích cực. Đối với những tín hiệu xấu như thế thì nhà vườn vẫn tích cực quản lý bệnh để cho bệnh không lây lan và phát triển nữa. Đồng thời là đưa dinh dưỡng để nuôi củ phát triển. Thì thời điểm này là 4 tháng rưỡi thì nhà vườn bắt đầu tiến hành thu hoạch. Đối với một cái vườn mà bệnh như thế thì năng suất nó sẽ không đạt được như là cái vườn mà không bị bệnh tấn công và gây hại. Bạn đi kiểm tra củ ở trên vườn để xem là cái năng suất của vườn đạt được bao nhiêu. Đây, như các bạn có thể thấy là khi mà đào củ lên thì có cái củ nó không đều, tuy nhiên thì cái lượng củ này thì vẫn rất là nhiều. Đây các bạn có thể thấy củ nó sẽ không được đẹp so với những cái vườn mà nó không bị bệnh, tuy nhiên thì nó vẫn đạt được cái năng suất nhất định so với cái tình hình thực tế của vườn là bị bệnh rất là nhiều. Cái củ này thì nhà vườn vẫn có thể bán được với giá cao, không bị loạn. Đây là cái phần mà củ nhỏ, lúc mà dinh dưỡng nó xuống thì cái dàn dây nó không có đủ sức để nó nuôi nữa thì cái củ nó sẽ nhỏ hơn. Cái củ này thì nhà vườn vẫn bán được, chưa phải là hàng loại thì vì nó vẫn đạt tiêu chuẩn. Cái trong phía bên trong thì nó vẫn chưa bị hư. Mặc dù là nó bị thối dây, thối rễ nhưng mà nó vẫn chưa bị hư đây. Hoàng Minh sẽ bẻ ra cho các bạn xem. Đây. Đối với cái vườn khoai bị bệnh á, điều bà con sợ nhất đó là cái lúc mà nó bị thối củ, chắn là chết dây nó sẽ bị thối củ. Thì khi mà bà con tích cực quản lý thì nó sẽ hạn chế được cái tỷ lệ mà nó bị thối củ. Khi mà người ta mua khoai thì người ta sẽ kiểm tra xem là cái phần đầu củ này có bị thối không, và người ta sẽ bẻ, người ta kiểm tra xem cái phần củ nó sẽ có lấy không. Thì đối với một cái vườn bệnh thì củ nhỏ như thế này thì vẫn đạt tiêu chuẩn để bán. Đây, ở phía đầu củ nó không bị bệnh, và khi mà nhà mua người ta kiểm tra là người ta bẻ đôi ra như thế này á, thì cái phần thịt bên trong nó vàng, nó không bị đen, nó không bị có dấu hiệu bệnh thối á, thì người ta vẫn sẽ lấy. Nên là khi mà vườn bị bệnh thì bà con vẫn nên tích cực quản lý để đạt được cái năng suất. Mọi chỗ nhà vườn lại các thứ chị đi làm là nhiều củ lắm đấy, cả trong cái nhà chị cũng thế đấy. Vâng. Mà họ củ họ độc dùng cái K76, nhà chị cũng tiêu dùng mà, nhà chị cũng dùng K76, em biết một năm nay khó trồng thế mà lại cần nhà chị là một xào 20 triệu. Chứ không là nó cũng mấy là tâm thì họ cũng độc bơm K76 nhiều mà. Họ đi theo thuốc của mình nhiều chứ chị. Theo quản lý của chuẩn bị xuống giống thì bà con cần phải xử lý đất rất là kỹ. Thứ hai đó là chọn nguồn giống có uy tín, chất lượng. Thứ ba đó là trong quá trình xuống giống, sau khi xuống giống thì bà con cần phải định kỳ phòng ngừa nấm và khuẩn để hạn chế tối đa cái tình trạng chết dây trên vườn. Và đặc biệt là trong quá trình chăm sóc thì bà con phải thường xuyên kiểm tra định kỳ ở trên vườn để kiểm tra khi mà có dấu hiệu chớm bị nấm hoặc là khuẩn tấn công gây bệnh thối rễ hay là bị chết dây nhỏ xanh thì bà con cần phải quản lý ngay và dập ngay từ sớm để cho bệnh không bùng phát mạnh ảnh hưởng đến cái sản lượng và năng suất. Thứ tư là khi đối với những cái vườn mà gặp các điều kiện bất lợi như là đã bị nấm khuẩn tấn công rồi thì bà con chớ nên nản lòng, cố gắng quản lý để bệnh không lây lan, để cái không để nấm khuẩn nó không ảnh hưởng đến cái phần củ ở phía dưới của mình, thì lúc đó thì củ chúng ta vẫn bán được và vẫn đạt được năng suất để không mà ảnh hưởng đến cái chi phí đầu tư quá nhiều. Song song với đó, ở những cái vườn mà đủ thời gian thu hoạch rồi nhưng mà cái phần giá cả thì vẫn chưa được như mong muốn của bà con có thể sử dụng cái biện pháp neo củ đợi giá, sử dụng cái sản phẩm K76 để phun cho vườn. Thì lúc đó bà con có thể đợi đến khi nào mà giá cả ổn định thì bà con có thể tiến hành thu hoạch ngay. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của Hoàng Minh. Nếu trong quá trình canh tác gặp khó khăn thì bà con hãy liên hệ ngay với Hoàng Minh để được hỗ trợ giải đáp nhé.